À, có gì trong đây vậy cô? Con thấy cái những cái gì nữa nó nổi lên. Chắc luôn còn cái vị của hến, của luộc, cái nước đó. Dạ. À, những cái dụng dụng là tỏi, ớt. Ừ, thơm lắm. Xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Vinfood Travel. Hiện tại thì như cả nhà có thể thấy chúng ta đang ở trong một con hẻm. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món ở trong hẻm nữa. Chắc là rất lâu rồi mình từng ăn mì ốc hến cũng rất là nhiều nơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mì ốc hến ở một địa điểm mới. Mì ốc hến này có tên là mì ốc hến Cô Hương. Địa chỉ là 170/4/6 đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, phường 12. Thì nãy Phú cũng có quay đường rất là dễ rồi. Thì mọi người nếu mà đi từ chợ Bà Chiểu đi lên Phan Văn Trị, mình quẹo vô đường Phan Trị, mình đâm vô Bùi Đình Túy đi là tới thấy thôi. Đó, bây giờ mình tới rồi. Thì quán nói chung là cũng nhỏ nhỏ, cho nên mình sẽ tìm hiểu xem như thế nào để gửi đến cho cả nhà nha. Giá rất là rẻ luôn, 35.000. Hợp cẩm 4 món có tôm, mà tuột, ốc và hến. Còn món thì chỉ có 22.000 thôi. Rồi, bây giờ chúng ta dành sau tìm hiểu mọi người. Đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Trong quán của hai cô bàn phía trước thì có một bàn thôi, ở trong nhà thì sẽ có hai bàn như vậy, quán nhỏ nhỏ xinh xinh. Hai con chào cô. Dạ con xin phép hỏi cô tên gì ạ? Cô tên Thu. Cô Thu, vậy là cô này là cô Hương. Cô Phượng. Ôi gì sao? Ôi sao ngồi vậy cô? Cô Hương là cũng được cô đi. Dạ. Thì con thấy là với các bạn để là bán bún và phở. Ở chỗ đây thì con thấy có hai món, tức là đặt sao cô Thu. Bún bò với mì hến của cô. Dạ. Và bún bò, cái này là nạm nè. Nạm. Ai ăn nạm là sườn bò. Sườn bò. Sườn bò hầm. Và nước lèo ngọt là từ sườn thôi. Sườn hầm với dừa heo nữa. Dạ, là cô là nước nồi nước lèo là từ sườn bò và heo. Dừa heo. Dạ. Mình... sườn bò mình mua về là mình phải trụng qua nước sôi. Dạ. Xả lại hết, bọt là sạch sẽ rồi thành nước trong rồi mới bắt cái nồi đi nấu. Dạ. Ở đây cái gia vị của mì hến. Mì hến. À. Gia vị của cô là này. Rau thơm cũng rau dạ. Rau muống bắp chuối. Chuối rau thơm. Rồi, một tô bún bò này cô bán bao nhiêu? Tô đặc biệt thì 35, còn tô bình thường thì 30. Đặc biệt 35 là có cái gì cô? Có giò. Mồi giò với nạm ha, chả. Có người thì ăn giò với tái. Rồi cô bây giờ cô làm cho con cái tô 35 mà khoan bỏ nước lèo. Đó. Trụng. Đó. Giò heo. Nói chung là ở đây là có hai món cho ba món cho cả nhà lựa chọn.
giả. Dạ. Sau khi giả mình nó bỏ vô là 35 ngàn. Còn là nếu là ăn tái với giả thì cũng 30. Giả dạ. Tái không thì 30. Dạ. Xong cái là mình bỏ miếng rau nem vô. Dạ rồi. Đó. Cái này là 35 nữa không cô? À, 35. Vậy là 35 là không có tái. Có ăn tái thì có người không ăn tái. Dạ, tức là nếu mà muốn ăn tái luôn là 35 này là nói có lấy tái luôn đúng không cô? Thay cục giò qua thì mình sẽ bớt tái lại một tí. Đúng rồi. Thì có muốn ăn giò còn không họ ăn nạm với tái không? Dạ. Nạm thì nạm với tái nhiều, còn không là họ ăn sườn bò. Dạ, rồi. Rồi, bây giờ qua tới quầy thứ hai của cô Hương. Dạ con chào cô. Con xin vừa nãy con quên hỏi cô Thu thì là hai cô là chị bạn hả cơ? Chị em bạn. Dạ, mình bán ở đây là lâu chưa hai cô? Cô Thu thì bán lâu rồi. Dạ. Mới ra được tháng. Dạ, là cái này là coi như mình bán chung ở trong nhà luôn. Cô là bán mì. Wow. Cô bán bún bò. Hồi nãy con thấy sợi phở là phở là để ăn với cái này phở, đúng không cô? Ăn với lại cái tô. Đây đó là cả nhà có đây còn bún nè, đây còn phở nè. À có bún nhỏ còn và bún này. Lớn luôn, còn phở để ăn với mì ốc hến đó cả nhà. Là bún mì. Này là để ăn với mì hến, còn này bún này là ăn với bò. Dạ. Bún bò là cộng lớn. À. Có bún nhỏ luôn để ăn với mì hến luôn. Đó là ai không thích ăn mì vẫn có một sự lựa chọn khác. Đây, bây giờ chắc là cô giới thiệu giùm con vì sao cô chọn cô bán món này. Cô thấy cái món này tự nhiên là thấy lứa tuổi trẻ trẻ bây giờ thích ăn món này. Dạ. Bây giờ cô không có ra được cái bún bò hay là phở hay nữa, tự nhiên quá nhiều. Cái món này cô thấy hình như là cái cô Bình Thạnh này thích. Dạ. Cũng thích cái món này cô mới chọn. Nhưng mà lúc trước là cô làm cô bán cái gì? Mà lúc trước thì cô đi làm phụ bếp của nhà hàng. À, cô làm phụ bếp ở nhà hàng nào cô? Nhà hàng Bùi Thị Xuân có. Bùi Thị Xuân 84A Bùi Thị Xuân. À, nhà hàng Quận Nhất. Rồi bây giờ là coi như là dịch là chắc là cô nghỉ. Trời ơi, là coi như là cái nhà hàng đó nhà hàng đúng rồi, nước ngoài tự gì bán bên nhà hàng đó là khách sạn thì bán gì được buffet cho khách nước ngoài dạ. Ăn sáng đó. Thì bây giờ đâu có nước ngoài nữa. Trời ơi đúng là khổ thiệt cả nhà. Đây chọn cái nồi nước lèo đang soi kìa cả nhà. À có gì trong đây giờ cô? Con thấy cái những cái gì nó nổi lên chắc còn cái vị của hến cô luộc cái nước dạ những cái dụng là tỏi ớt thơm trong cái nồi nước lèo này thì con thấy là để coi thì cái menu này cả nhà thì một món là 22 ngàn hả cô? Hai món là 27, tức là một món nào cũng là 22 ngàn hết. Ba món, cứ mỗi một món mình sẽ tăng thêm 5 ngàn cả nhà. Tô thập cẩm là 4 món. Rồi cô cho con xem các nguyên liệu với. Wow. Hến. Hóc móng tay. Bạch tuộc. Ủa con thấy có cái miếng gì? Cái miếng này cái bụng của nó. À cái bụng. À trên vô có người ăn này ăn kia. Mình lấy cái đầu mà không. Wow. Cô 35 ngàn có đầy đủ 4 món. Tức là cái nồi nước lèo là sẽ từ là cái cô luộc cái hến luộc cái này, với lại cái ốc móng tay rồi cô bỏ vô. À. Mỗi ngày cô bán cái này một nồi vậy thôi hả cô Hương? Cô 2 nồi. 2 nồi. Có ngày hôm qua cô được bán được 3 nồi. Mà cô bán 3 nồi. Mấy giờ thì cô bắt đầu bán? Hôm qua thì cô 8 giờ cô ra. Nếu mà đúng mà lên mạng cô đăng thì có 9 giờ rưỡi cô mới bán. 9 giờ? 7 giờ. Dạ. Dạ. Nhưng bây giờ là coi như chính xác là cô bán từ mấy giờ? Giờ chính xác là chắc 9 giờ. 9 giờ hả? 9 giờ cô bán tới 7 giờ tối. 7 giờ tối, không có nghỉ ngày nào hết đúng không cô? Trời nhìn ngon quá. Hồi nãy là cô có để đá nữa nè. Để giữ đồ tươi của đồ ăn đúng không cô? Ốc tay mọc lắm. Nó mọc ù rồi cả nhà. Con tôm cũng rất là nó sáng rồi. Ừ. Mì hả? Mì ốc hến. Ừ. Rồi, cha con nhà cô làm cho con một tô thập cẩm. À, mì gói thì cô đã chần sơ đúng không cô? Một phần là một giá. À, đây rau bên đây. Có rau răm và rau muống luộc.
Rau muống thì rau muống cô luộc sẵn luôn hả cô? Rồi, mới cô luộc xong rồi mình ẩm dầu vô cho nó à, dạ. Ăn mình vô cho nó đẹp cái cộng rau muống. Dạ. Với lại nó giữ đồ xanh. Dạ, giữ đồ xanh. Tại thấy nguyên liệu bên kia con thấy cũng là lạ. Cái đó là trên phần mặt, cái đó phần mặt. Dạ. Tôm mình thử rồi đây. Ờ, tôm cô thả luôn. Rồi, thả vô nước này. Nó mới được ngọt luôn. Nhưng lấy cái nước nó ngọt luôn. Để giữ được cái ngọt nước luôn. Cái này là mấy giờ cô phải đi mua đồ chuẩn bị? À, sáng là 4 giờ cô đi rồi đó. Dạ. Cô đi lấy hàng rồi về cô làm là 8 giờ mới xong đó. Dạ. 8 giờ xuống đây mình nấu nước lèo này nọ đó. Là 9 giờ. Hiện tại thì Phú cũng có thấy là cô có đăng ký Foodie với Now. Nhưng mà nếu mà vậy thì bán chắc là nếu mà đông á là bán chắc cô bán không kịp cái việc giao á. Ừ, chắc cô cũng nghĩ nếu mà nhờ tôi con chắc là trời 25.000 cả nhà ơi, còn con tôm nữa. Đúng rồi, còn con tôm. Thêm cái gì thì sẽ thêm 5.000 đúng không cô? Đúng rồi. Nước lèo là từ cô có chỉ là luộc hến thôi và thêm gia vị thôi chứ đâu có chanh hay gì để không có chanh cái là tụi con ăn tụi con nêm ở ngoài. Dạ, tại con thấy có mấy người dùng lá chanh á nấu à, không. Ôi hay, bây giờ mình qua cái những cái gia vị bên đây nữa nè. Cái đó là cái gì cô? Phải tỏi à. Sao con thấy nó tròn tròn đấy. Mắm me, ớt tiêu. Dạ. Rồi. Đây là anh ăn nước màu thì có thêm nước màu. Dạ. Cô cũng bán chung giờ với cô Hương từ sáng. Cô từ 3 giờ sáng là cô dậy cô nấu rồi. Dạ. Thì kể 6 giờ là có. 6 giờ là có. Dạ. 6 giờ cho nhiều mấy người thợ hồ nè, mấy người đi ăn sáng rồi. Dạ. Mà cô cũng bán đến tối tầm. Không. Và mấy bữa là cô bán tới trưa là cô nghỉ thôi, cô bán trưa. Bây giờ cô có cô Phượng thì để luôn là bán cho vui. Dạ. Rồi. Cô nước vô đi ạ. Cô thiệt của mình. Chết rồi. Ồ, trong cái nồi nước lèo cô có bỏ chế thơm nữa kìa. Dạ, thơm với xả thì cô nói là hương liệu tự nhiên. Xả mắm ruốc với thơm thôi chứ dạ. không có bỏ coi cái gì không có bỏ nè thơm. Dạ. Thơm với xả không có bỏ cục kình no cũng có hương liệu mà mùi và bò. Ồ, hương liệu tự nhiên luôn. À, hương liệu tự nhiên. Đây cô hầm từ xương bò với giò heo. Dạ. Rồi mời các con ăn thử. Con bò nhìn nó đậm đà ghê cả nhà ơi. Trời ơi, mà quay chủ yếu là món mì mà bây giờ có thêm bún bò. Keng keng, đã tới giờ ăn rồi cả nhà ơi. Thì đây mình xem lại sơ tô. Đây là tô bún bò 35.000 của bạn Mèo. Rất là nhiều. Thì bữa một lát hồi các mình xin ý kiến của bạn Mèo rồi mình chia sẻ cho cả nhà. Phú cũng mới nếm thử cái nước rồi. Nước này mình nghĩ là chắc là nhiều bạn sẽ thích lắm. Và bạn Mèo cũng sẽ thích tại vì nó sẽ mang một cái hương vị đậm đà nhưng mà nó thanh, rất là thơm, mùi ruốc vừa phải và những cái hương rất là tự nhiên. Rồi, bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món mì hến. Rồi, nhìn tô này hấp dẫn cả nhà. 35. Cái nhà nó khiêm tốn quá. Đây, nước lèo trong vắt. Trong như nước lọc. Vị nước lèo này đúng là nó sẽ ngọt thanh. Và nãy giờ á, có cái mì ở vô á cả nhà, nó sẽ có cái vị của cái mì gói, nó xen lẫn ở trong cái nước nữa. Tô bún này sẽ dành cho những thông thường Phú đã từng quay nhiều quán món mì ống hến rồi. Thì đặc trưng của những món mì ống hến ở đó đều là một cái vị ngọt. Ngọt rất là đặc trưng, nó ngọt lắm. Thì ở đây nó sẽ không phải mang cái vị ngọt đó, nó vị nó rất là thanh, dễ ăn. Thơm. Wow. Ăn như vậy cũng dễ ăn nè. Chứ thường ăn mấy món mì bên kia thì lúc đầu thì cũng thấy nó ngon, nhưng mà cái vị ngọt của nó không khiến mình phải ăn ăn hoài nhiều lần.
Cái này thì nó cũng sẽ tương tự giống giống với ăn kiểu dạng Thái một tí, nhưng mà nó ngọt thanh của hến và ốc. Ôi chết rồi. Vậy ớt sặc, ớt ớt sa tế cay bỏ vô nó tăng thêm cái phần đậm đà đó nha. Mì gói có mì gói, bún và phở luôn nha cả nhà. Ngon quá trời ơi. $35,000 đó. Mực chứ, mực. Giờ Phú ăn chấm cái mắm me. À, nó chỉ là cốt me đặc trưng thôi. Nó chỉ là vị me thôi. Thì nãy cô với chị là bỏ thêm một ít này nè để chấm hải sản, muối tiêu và vắt một ít tắc vô. Mình sẽ thử xem nha. Mặn mặn chua chua. Đây còn ốc móng tay. Trên bàn sẽ có tương ớt, tương đen cho cả nhà nữa. Con ốc nó mập á, và nó béo béo. Hến thì hơi bị khó dớt rồi. Hến thấy vậy chứ con cũng mập lắm đó cả nhà, chứ không phải là nó vụn vụn nhỏ đâu. Ngon lắm. Nhưng mà mình thích là thí dụ mà ở đây nếu mà cô có thêm cái ớt xanh á, chấm hải sản sẽ ngon hơn. Cái này chấm cái mắm me này thì nó chỉ là lạ thôi, nó chưa đủ kích vị giác. Nó chua, me nó chua chua. Rồi, ăn tôm. Mình mới rửa ra mua về nó chấm mà. Nó chấm muối ớt rồi, nó chấm mực nướng rồi luôn á. Rồi. Lúc sau cả nhà tới thì chắc sẽ có cái ớt xanh. Thầy Phú mới gợi ý cho cô mua thêm cái chai đó để cho cả nhà chấm nó đa dạng cái vị hơn. Cho những ai mà thích ăn hải sản thì chấm cái đó sẽ tuyệt vời hơn. Ôi, tôm tươi ngọt quá. Ướt vô cùng. Chung là vị thanh, ngon, hải sản tươi. Chỉ hơi thiếu thiếu về cái nước chấm thôi. Bạn bữa bán bún bò nữa nha, ai thích bún bò thì mình có thể thưởng thức bún bò thử. Bữa nay mình tới ăn mì xong rồi ngon, bữa sau mình hoặc là mình ăn bún bò, bún bò để mình thay đổi khẩu vị, xem một địa điểm mới có tới 2 món cho cả nhà thưởng thức. Rồi nhìn lại con ốc này cả nhà, rất là mập, mập vô cùng nha. Ngon thôi. Nắng. Rồi xong cả nhà ơi, ngày hôm nay chúng ta lại khám phá một món ăn nữa ở trong hẻm hơi sâu, với món mì ốc hến và món bún bò Huế.
do hai cô bán cùng nhau. Thì ai thích ăn cái gì thì mình tới mình ăn, mình ăn thử mì ốc hến ở đây đi. Thì đối với cá nhân Phú á, Phú đã ăn những mì ở bên quận 4, ốc hến Má Lan hay gì Lan rồi. Thì những cái nơi đó, những món đó thì thực sự nó ngon, nhưng mà ăn một lần thì nó lại không khiến Phú muốn ăn nữa, tại vì nó là mang một cái vị ngọt ngọt, nên là cho ai hậu ngọt thì mới thích cái món mì ốc hến đó. Hoặc là lâu lâu lạc miệng á thì Phú mới nhớ, Phú ghé tới Phú ăn thử ăn tiếp cái món mì ốc hến thôi. Còn cái mì ở đây á thì cô sẽ nấu cái vị nó ngọt thanh lắm, nó ngọt từ của cái hến và ốc nè, nó dịu dịu thanh thanh. Và nhớ cả nhà đừng húp nước lèo, đừng có húp gấp quá nha, vì cái sa tế rất là cay và nó dễ bị sặc, nó hỗn lắm. Còn về hải sản thì phải nói là siêu tươi, tươi từ ốc tới hến hay là những cái con tôm ăn rất là ngọt nước. Tuy nhiên là chỉ bị là cái là nó sẽ thiếu nước chấm, thì nãy có góp ý cô rồi để cô mua về để cho nước chấm nó đa dạng hơn cho những ai mà thích chấm 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 chấm. Rồi dạ. Để nhờ cô. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này đến giờ. À, nước thì mình sẽ mua ở quầy kế bên nha. Cô chỉ có cái bình trà đá để uống vậy thôi. Rồi, đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những cái hấp dẫn kế tiếp.